Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may dập nữ mã RN356. Đầu tiên, chúng ta hãy xác định đường biên vải. Sau đó, các bạn gập đôi mảnh vải lại. Khi đặt dập, các bạn chú ý ký hiệu các vải gập đôi và đường canh sợi. Đặt dập sao cho đường canh sợi song song với biên vải. May đường chỉ thưa rút nhún phần cửa tay và phần cầu vai. Sau đó, các bạn viền phần cửa tay bằng vải xéo.
Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ và đánh dấu lại phần chiếc eo thân trước. Gập và may cố định phần này lại. May đường chỉ thưa song song phần chân váy để rút nhún bằng thân trên. Mảnh thân sau, các bạn may nhún chỉ thun. Sau khi may nhún thì phần này sẽ được ráp với phần thân sau.
Sau đó, ráp hai mảnh trên với phần chân váy. Phần chân váy của thân sau các bạn không cần rút nhún. Ráp vai trước và sau lại với nhau, hai mặt phải của vải quay vào nhau. Tiếp theo, chúng ta sẽ may phần tay vào thân. Các bạn chú ý, các nét gạch đánh dấu trên tay phải trùng khớp với trên thân. May ráp hai bên nách và sườn lại với nhau. Phần lai váy, các bạn may bẻ gập 2 lần 0,5 xăng. Ủi keo hoặc mách vào một mặt của lá cổ. Đặt hai mảnh lá cổ lên nhau và may cố định lại. Lưu ý, hai mặt phải của vải quay ra ngoài. Sau khi may xong thì các bạn sẽ vắt sổ xung quanh phần lá cổ này nhé. May gắn phần ren xung quanh lá cổ.
Khi may gắn phần gen thì một phần của gen sẽ được thừa ra bên ngoài. Đánh dấu lại các điểm giữa cổ và vai. Lộ mặt trái của phần váy ra bên ngoài. May gắn phần lá cổ vào thân, chú ý các điểm giữa vai và giữa thân sau sẽ được trùng khớp nhau. Mặt trái của phần gắn gen của lá cổ sẽ được hướng lên trên. Hai phần gen đã thừa ban đầu sẽ được chồng lên nhau. Thank you.
Sau đó các bạn lật phần lá cổ ra bên ngoài. Chúc các bạn sẽ may được những bộ đớ ưng ý.